Xin chào các bạn nhé. Video hướng dẫn cho các bạn sử dụng dinh dưỡng cho lan để cho đạt hiệu quả cao nhé. Cây lan thì nó rất là kén thuốc các bạn, kén phân bón. Các bạn mà xịt nóng cái là nó sẽ cháy hết mặt lá và nó bị thối nhũn hoặc là nó bị héo, bị vàng, không phát triển được. Chúng ta sử dụng phải đúng phân thuốc thì nó hiệu quả mới cao. Đầu tiên là P1 thái các bạn này. Đó. P1 thái kết hợp với super thái nhé. Chúng ta cứ cộng 1 mm cho 1 lít nước, xịt kỹ hết đầu lá, rễ. Cây các bạn mới suy thì các bạn cứ dùng 1 mm cho 1 lít nước, pha chung với nhau, ta xịt kỹ các bạn nhé. Định kỳ thì 10 ngày một lần. Thì cây các bạn đang héo như vậy thì gặp những chất này nó sẽ tăng sức đề kháng ạ. Và nó cung cấp dinh dưỡng như là tốt nhất cho cây lan. Cây lan rất là hợp với hai loại này. Trước tôi chưa dùng loại này, tôi dùng NPK các bạn. Và nhiều phân bón khác thì nó không hợp. Nó bị cháy lá rồi nó bị vi khuẩn tấn công. Kiểu nó cái phân nó mà nóng quá hay thuốc nóng quá nó cháy cái mặt lá các bạn. Thì nó cháy vậy thì vi khuẩn mới nấm tấn công, là lá đen ngay, nó bị thối nhũn. Và quan trọng nhất là khi nó tốt rồi các bạn phải làm sao ấy, chúng ta treo giò lan này dưới những cái lưới lan màu đen hai lớp các bạn này, nắng khoảng 30% thôi, mát quá không được mà nắng quá không được nhé. Nắng quá thì nó khô mất nước, mà mát quá thì nó bị ẩm cao thì nó bị thối. Chúng ta để 30% nắng này đó. Và mùa khô thì rất nhanh khô các bạn, khoảng 3 ngày chúng ta phun sương có một lần. Phun sáng sớm hoặc chiều mát. Đây là dàn phun sương của tôi các bạn này. Dàn phun sương tự động. Đó. Các bạn thấy tôi dùng Super Thai 1 lan rất là tốt không? Nó xanh, khỏe mạnh, không có thối nhũn gì. Đó. Lá nó xanh dày á. Tôi mới mua cây lan này các bạn này, 200.000 một ký. Đầu tiên mua về rễ rất là gần như không có, có rất là ít. Dùng Super Thai một khoảng tầm 1 tháng rễ ra từ đó đấy. Đang bén vào giá thể. Và giá thể các bạn dùng thì chúng ta nên dùng những khúc gỗ ạ, để cho rễ nó thẳng nhé. Các bạn mà dùng những cái chậu thì rễ nó bí, nó sẽ bị thối rễ, cây rất là chậm phát triển. Đó. Đây là. Các bạn thấy lan tôi dùng thuốc rất là tốt các bạn. Đầu tiên thì nó suy tôi dùng 10 ngày một lần. Xong thì tôi sẽ dùng nó tốt quá tôi sẽ xịt thừa ra 20 ngày một lần, tháng lần. Tôi cũng bận công việc, tôi cũng có công việc riêng nữa nên là lâu rảnh chúng ta xịt đó. Nhiều khi là giờ tôi xịt là 10 ngày một lần, có thể là xịt 20 ngày một lần, 1 tháng một lần. Những cái lá mình điều khiển đấy, nếu cái lá tốt rồi thì mình cứ xịt thưa ra hoặc ngưng xịt. Bây giờ là tôi ngưng xịt này, nó ra hoa các bạn này, ngưng xịt gần 1 tháng này, tự ra hoa. Nó đạt đến độ tốt rồi là tự ra hoa nhé, hoa rất là bền lâu tàn. Các bạn có thể so sánh trước khi sử dụng Super Thai này và sau khi sử dụng Super Thai nhé. Đây. Cái kỳ này các bạn. Chưa sử dụng Super Thai đây, B1 đây thì nó rất là nhỏ mà sau khi sử dụng này, cọng rất là mập này. Rất là hoa. Còn những cái lan phi tập hòa bình các bạn, tôi mua trên mạng này. Đầu tiên mua về rất là héo và vàng. Tôi dưỡng khoảng 3 tuần Super Thai 1 các bạn. Pha chung với nhau 1 mm cho 1 lít nước, cây đã xanh và đã tươi này. Đang ra rễ. Đó. Rễ ra rất là mạnh. Các bạn thấy không?
Nếu phân mà không thuốc mà không tốt thì làm sao mà lan nó khỏe như vậy đúng không ạ? Làm sao cho nó hoa mà nó xanh như này được. Đó. Ra kỳ rất là mạnh. Cái giò này tôi để dưới ốc ăn các bạn, tôi treo trên này, kỳ ra rất là nhiều này, xanh tốt này. Rễ ra rất là nhiều. Rễ này gần xuống đất rồi. Các bạn dùng thuốc tốt đấy, thuốc nhập khẩu thì sáng cái tay ấy, các bạn thấy nó không có để trắng lên lá các bạn ạ, đỏ tan rất là tốt, cho nên nó không không sợ nó bị cháy bìa lá. Các bạn thấy, nó hấp thụ được hết. Các bạn xịt nhiều lần nó không gây ngộ độc. Hàng chất lượng cao mà. Và các bạn xịt NPK loại thông thường ấy thì nó hay để trắng lá các bạn ý. Nếu mà các bạn để thuốc trắng lá thì nó sẽ bị cháy lá, nó dễ bị nấm khuẩn tấn công, thối nhũn, mất sức đề kháng. Đây cái lan giò lan phi điệp tôi mua trên mạng các bạn này. Nó xanh rất là tốt. 1 tháng rồi. Mới lấy về rất là vàng, yếu. Rễ này. Nếu cây có bị thối nhũn thì các bạn dùng Nativo này. Xịt rất là mát, hợp giò lan nhá. Một gói này pha cho 12 lít thì các bạn dùng bình 2 lít thì các bạn dùng khoảng 1 gram. 1 gram khoảng tầm mấy chục hạt đây. Ít thôi các bạn ạ. Sử đúng liều chứ đừng dùng quá nó sẽ nóng. Chỉ thôi nhũn. Chúng ta có thể pha kèm với sô thay một xịt cũng được. Không sao, có thể phòng với lại trị bệnh thôi nhũn cái lan nhé. Lan tôi thì rất là khỏe mạnh. Không có lá rất là xanh. Bây giờ lan tôi nó đủ độ tốt rồi. Tôi ngưng xịt sô thay một, tôi chuyển qua loại rút lết với lại rút 4 các bạn. Rút lết là của Mỹ, còn rút 4 là của Tây Ban Nha. Trong rút lết này nó có thành phần lân 1%, lân hữu hiệu, sắt 30.000 ppm, kẽm 500 ppm. Nó có thêm những chất đó để cho nó bổ sung dinh dưỡng cho cây trồng bạn nhé. Chúng ta xịt thuốc vào thay một nó tốt rồi, chúng ta đổi thuốc, đổi phân thuốc khỏi lần các bạn. Còn chỉ là rút lết này, rút lết pha chung với lại rút rút 4. Thì hai cái loại này chúng ta cũng pha 1 ml cho 1 lít nước. Cũng dùng 10 ngày đến 15 ngày một lần. Siêu rễ rút 4 vậy nhá. Thành phần của rút 4 là đạm 3, lân 1, kali 2, hữu cơ 7%, axit amin 4%, axit amin D 2%. Đó, nó có những cái nền hữu cơ các bạn này, tăng hấp thụ NPK này, phân bón này. Đó, nó có NPK này nữa nhá. Đầy đủ chất này. Super Thai 1 thì xịt thì nó quá tốt rồi. Chúng ta thấy tốt thì chúng ta muốn đổi cái loại khác cho nó cứng cây, khỏe cây, ta đổi qua rút 4 và rút blade. Các bạn. Thì cái lan nó sẽ khỏe. Chống được nhiều bệnh tật. Nhiều bạn comment những video trước bảo là sử dụng vừa thai là dùng một giọt để ra rễ, 3 giọt ra chồi, 4 giọt là ra hoa. Theo tôi thì cũng không cần thiết, các bạn tính giọt nó rất là khó, tôi tính mili cho dễ. Cái các bạn đang suy thì mới đầu xài thì các bạn dùng 1 ml cho 1 lít nước, pha cho 11 tháng nhé. Thì cây nó tốt thì nó sẽ kháng nhiều bệnh tật thôi. Khi chúng ta thấy tốt quá thì chúng ta ngừng xịt hoặc xịt thưa ra tí. 1 ml thì cho 1 lít nước thì nó cũng không phải là đậm đặc, nó hơi màu hơi hồng vàng một tí là phù hợp nhé. Và sau đó cây các bạn tốt thì các bạn nhìn lá, các bạn điều khiển ấy, có thể là 2 ml cho một cho 4 lít nước hoặc là 1 ml cho 2 lít nước cũng được. Nhưng mới đầu có cây các bạn suy, các bạn nên dùng 1 ml đi để cho nó cây nó nhanh tốt và nó tăng sức đề kháng như cây. Và các bạn kích ra bông thì các bạn xịt ra bông thì cây không có mầm hoa, không ra bông đâu. Cây nó phải đủ độ dài với cái đủ độ già của nó ra bông.
các bạn muốn ra bông thì các bạn phải ngưng xịt những cái này, giảm độ tốt nó đi thì nó mới tạo mầm hoa mới có bông được. Chứ không có mầm hoa các bạn mà kích 4 giọt ra hoa thì cũng không đúng, nó không có mầm hoa sao ra hoa được. Các bạn cứ theo chỉ dẫn của tôi thì lan nó sẽ xanh tốt, khỏe mạnh. Ra rễ thì nó tốt thì nó ra rễ thôi các bạn. Các bạn mua sản phẩm thì các bạn không biết chỗ mua thì các bạn cứ liên hệ qua shop Vanilla nhé, số điện thoại trên góc phải màn hình các bạn 0967 80229. Chúng tôi đã ship tận nơi cho các bạn nhé. Nhiều khi các bạn mua lan phi điệp giá thành rất là cao, nhiều khi lan VIP là đã 10 cm là có khi hết mấy chục triệu cũng có, mà chúng ta dùng không đúng phân thuốc thì rất là nguy hại cho lan. Không hiểu đó, bạn có thể xem qua là lan tôi không có trồng nhiều, tôi trồng vài chục giò để chơi đấy các bạn. Mình cũng công việc nữa chứ mình không chăm sóc được hết, trồng ít để mình thử thôi. Thế video hữu ích thì các bạn bấm like chia sẻ nhé. Nhân cái kênh của tôi sẽ làm nhiều video hữu ích cho các bạn xem. Vâng, cảm ơn các bạn.